CS767DT8. Nhưng mà hiện tại thì cái cầu, thân cầu của nó thì có mã là C767 nha các bạn. Còn cái thùng nước của nó là S767D. Và hôm nay bên showroom chúng tôi sẽ kết hợp với cái nắp của nó là đây là nắp DC600VS. Thì tổng của ba cái thân cầu, nắp kết nước và nắp bồn cầu này thì cái mã tổng của nó sẽ là CS769DT8 nha các bạn. Thì thứ nhất là tôi sẽ mở cho các bạn xem về cái thân cầu của hầu 709 này. Thì các bạn có thể xem ở bên trong nó có những cái gì. Thứ nhất là bên trong nó sẽ có cái bảng hướng dẫn lắp đặt nè, bạn ghi bảng kỹ thuật nè. Thì cái này là cái này các bạn sẽ em phải. Rồi thứ nhất là bên trong nó sẽ có cái hộp răng nè, đây là phiếu bảo hành của cái mã sản phẩm thân cầu C769 nè. Đó là cái mã sản phẩm thân cầu. Đây, bên trong nó cũng sẽ có cái con thỏ. Đây là con thỏ rời. Đấy các bạn xem bên trong này. Đó, con thỏ rời của nó bên dưới nha các bạn. Sẽ đầy đủ hết. Rồi, cách tiếp theo là bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành là lắp cái két nước vô cái thân. Mình sẽ lắp cái thân. Đây bên trong là cái nước các bạn, mở cho bạn xem. Đây là cái phiếu bảo hành của cái nước này. S769D này. Đây là cái nắp bồn cầu. Đây, này là cái thùng. Rồi, bây giờ tôi sẽ cố định cái két nước này vô cái thùng này. Và sau khi mà các bạn đặt cái két nước này lên cái thùng á thì chúng ta sẽ lấy dùng hai cái ron này nè các bạn, trong phần của tôi sẽ có, và chúng ta sẽ cố định nó, ba gắn cố định như này là được. Rồi, sau khi mà chúng ta cố định xuống hai phía dưới á, là coi như là nó sẽ chắc chắn nó luôn đó. Thì sau đó chúng ta sẽ gắn cái nắp bồn cầu này lên. Rồi tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp cái nắp. Rồi chúng ta sẽ lắp cái nắp. Cái nắp này là cái nắp cũng vừa mới cho ra mắt của Nico năm 2018 nè, có mã là TC600VS. Thì tôi sẽ mở cái nắp cho bạn xem. Đây. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành để lắp cái nắp T8 này vô trong cái bồn cầu CS769 này. Thì cái dòng CS769 này á, là cái dòng xả nhấn hai chế độ nha các bạn. Thấy không? Đây là xả nhấn hai chế độ. Thì nếu mà các bạn mà muốn dùng cái dòng nó giống như vậy nhưng mà sợ gạt các bạn có thể tham khảo mẫu là CS767 nha. Đây là cái phiếu bảo hành của cái nắp bồn cầu TC600VS. Thì các bạn lưu ý á, là tất cả các cái dòng của Toto đều có phiếu bảo hành ở trong sản phẩm. Bây giờ tôi sẽ cố tiến hành là lắp cái nắp này vô, thì nó sẽ có những cái bộ phận dưới này. Thì chúng ta sẽ cố định hai cái vít này vào và chúng ta ốp hai cái chụp này lại là xong. Và tôi sẽ tiến hành lắp cho nó. Sau khi mà chúng ta đã cố định hai cái bát này lại thì chúng ta sẽ đóng cái nắp chụp này lại. Cái nắp này có thể tháo ra các bạn. Đó. Mà tháo lại. Và sau đó chúng ta gắn cái nắp này. Nắp này nắp mới rồi. Cái cách gắn của nó thì chúng ta sẽ có thể tháo ra và nó vô rất là dễ. Đây. Gắn nó vô đây. Đó, các bạn cố định rồi nè. Đó, chúng ta tháo ra. Rất là đơn giản. Đó. Và hiện tại thì cái mẫu bồn cầu CS769DT8 này thì đang được bán tại đại lý cung ứng của tôi. Nếu người khác có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại hotline dưới hoặc là truy cập website tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí cho các bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.